xong rồi các bạn đó. Ngoài sao đây là phía ngoài sao, cái đất này nó hơi dốc đó, đất hơi dốc mình phải xây ở dưới này để có mưa này kia nó chảy xuống nó không có trôi đất ha. Làm rất là kỹ. Dán lên thôi chưa cắt. Hoàn toàn là bắn ốc ha, không được đinh, bảo đảm không bao giờ buông. Nhiều người họ dùng đinh họ bắn cho nó lẹ cho nó nhanh, nhưng mà thật sự là dùng đinh bắn thì nó lẹ, mà khi nắng lên đó là nó rút đinh ra nó sức dán. Còn ở đây anh em của mình là làm bắn ốc vít, cho nên là chắc chắn 100% không bao giờ bung. Cô bác anh chị em nào có nhu cầu làm hàng rào xin để lại comment, số điện thoại mình sẽ liên lạc tới đo và estimate miễn phí ha. Xin chào tất cả các bạn, chào cả nhà nhé.